29. Xuân Tuyết, nếu chuyện bãi hàng nhà họ Tần đúng là em làm lộ bí mật thì phải làm sao? Cậu nói cái gì? Mùng 8 tháng này là đại thọ 60 tuổi của Sa Ma Tử. Lúc nãy tôi đi ngang qua phòng Sa Tư Lệnh, nghe thấy Sa Tư Lệnh và Tiểu Thư đang bàn bạc. Vậy Sa Tiểu Thư và Sa Ma Tử nói gì? Tư Lệnh Sa không muốn mừng thọ, ông ấy lo giải phóng quân nhân lúc đó tấn công. Sa Ma Tử lo cho sự an toàn của núi Bạch Lan, ngay cả đại thọ cũng không ăn mừng. Không được, ông ta phải mừng thọ 60. Đây là cơ hội hiếm gặp. Tôi biết, nhân lúc ông ta mừng thọ dẫn giải phóng quân lên núi. Đúng. Nhưng mà nếu ông ta không mừng thọ thì phải làm sao? Để tôi nghĩ cách. Các vị, kẻ địch trước mắt, tôi cân nhắc mãi, thám tử của quân cộng sản rất có khả năng vẫn còn ở núi Bạch Lan. Việc này khiến tôi vô cùng đau đầu. Chỉ cần bất cẩn một chút là sẽ thua trắng. Vì vậy, mừng thọ là thứ yếu. Chỉ cần bảo vệ núi Bạch Lan, sau khi quân quốc dân phản công đại lục, tới chừng đó, ngày nào tôi cũng sẽ mừng thọ. Đại ca, cả đời chỉ có một lần 60, chúng ta phải mừng. Hơn nữa, các huynh đệ đã chuẩn bị quà cho anh từ rất lâu, đúng không? Đúng, đúng. Tư lệnh, phòng thủ núi Bạch Lan như tường đồng vách sắt, giải phóng quân đừng hòng lên được. Với lại, chẳng phải chúng ta còn có hang thông thiên à? Các huynh đệ, tôi nói có đúng không? Đúng. Trung đoàn trưởng Dương nói rất đúng. Ông thông gia, tôi nói như vậy, núi Bạch Lan chúng ta gần đây không yên ổn, phải mượn đại thọ 60 tuổi của ông mang lại chút không khí vui mừng cho chúng ta. Phải đấy cha. Cha đừng lo nghĩ quá nhiều. Nếu giải phóng quân thật sự đánh lên, chúng ta cứ vào hang thông thiên là được. Với lại, giải phóng quân đã chịu thiệt một lần, đâu còn gan mà lên núi. Con gái à, các huynh đệ, ý tốt của các cậu Sa gia khó mà từ chối. Được rồi, vậy tôi mừng thọ. Hay, hay, hay. Vẫn chưa cứu được đặc phái Ngô. Sa Ma Tử lại muốn mừng thọ. Tôi cảm thấy không đúng lúc. Đâu còn cách nào khác. Tay chân của Sa Ma Tử cứ đòi mừng thọ. Chúng ta có lên tiếng cũng vô dụng. Với lại, người ta mừng thọ, chúng ta cũng không tiện lên tiếng. Vậy nên, tôi mới không nói gì. Nhưng mà tên Sa Ma Tử cũng rất sáng suốt. Sợ giải phóng quân sẽ lên núi đột kích, ngay cả thọ cũng không muốn mừng. Trưởng phòng, rốt cuộc khi nào mới cứu đặc phái Diên Ngô? Chúng ta phải làm sao? Còn làm sao nữa? Đợi Sa Ma Tử mừng thọ xong rồi mới tính sao đi. Ngày nào chưa cứu được đặc phái Diên Ngô sẽ có thêm biến số. Tất nhiên tôi biết, nhưng mà làm sao đây? Nơi này dù gì cũng là địa bàn của Sa Ma Tử. Phải rồi, trưởng phòng, khi nào thì ông đi? Không vội. Khi nào phát động hợp tác bạo động thừa tính? Tôi tới đây chủ yếu là vì mục đích này. Tiểu đoàn trưởng, anh về rồi. Về rồi. Tần Tĩnh Xương gửi tình báo, nói đi. Mùng 8 tháng này, Sa Ma Tử mừng thọ 60. Mùng 8, chẳng phải là 3 ngày sau sao? Phải, đây là một cơ hội hiếm. Hơn nữa, Tần Tĩnh Xương còn chỉ đường ngầm cho chúng ta. Tới mùng 8, ông ấy sẽ phá hủy mọi bẫy trập trên con đường để chúng ta thuận lợi lên núi. Tốt quá rồi, cuối cùng chú Tần cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ. Đại đội trưởng, anh và tiểu đoàn trưởng Hứa đi Tây Nguyên, trung đoàn trưởng Ngụy có chỉ thị gì không? Tạm thời khoan hãy tấn công núi Bạch Lan, đồng thời phải khiến chúng cho rằng chúng ta không dám tấn công. Tôi đề nghị phái một tiểu đội tuần tra đi vài vòng quanh chân núi Bạch Lan, khiến Sa Ma Tử cho rằng chúng ta muốn đánh lại không dám. Nói tiếp đi. Chỉ có như vậy mới khiến Sa Ma Tử không thấy nghi ngờ, để hắn yên tâm mừng thọ, chúng ta mới có cơ hội. Được, cứ làm theo cách của cậu.
Chuyện quan trọng nhất bây giờ là xóa bỏ sự nghi ngờ của Sa Ma Tử. Nào, ngồi đi. Anh lại muốn giở trò gì? Nói đi. Tôi đang chăm chú lắng nghe. Mời. Kế hoạch hợp tác bạo động của các anh rốt cuộc là sao? Tôi đang cho anh một cơ hội. Anh đừng lãng phí. Đội trưởng Mã, đổi cái khác đi. Tôi không muốn trả lời những chuyện liên quan tới hợp tác bạo động. Có phải anh cho rằng chúng tôi muốn đánh Hàng Thông Thiên nên mới giữ anh lại? Anh có tin dù không có anh, Hàng Thông Thiên vẫn sẽ bị hạ không? Muốn đánh Hàng Thông Thiên, trừ phi có được bản đồ bẫy sập của Sa Ma Tử. Nếu Sa Ma Tử biết bản đồ bị mất, chắc chắn sẽ sắp xếp lại bẫy. Bản đồ bẫy sập nằm trong tay tôi. Anh có tin không? Tôi không tin. Tần Tĩnh Sương, chắc chắn là hắn. Tôi thật sự muốn cho anh một cơ hội, nhưng mà anh lại nghĩ không thông. Nào, uống chén rượu từ biệt đi. Cậu nói sao? Ngô Thành Công đầu hàng cộng sản rồi à? Ma Tiểu Lục, đừng nói bậy, không thể nào. Tiểu Lục, cậu nghe tin từ đâu? Đại ca, tuyệt đối đáng tin. Một huynh đệ vào thành dò hỏi tin tức, vừa về báo cáo là thật mà. Ma Tiểu Lục, tin truyền miệng không hề đáng tin. Đây là kế ly gián của bọn chúng. Đúng, cậu đừng mắc mưu. Ngô Thành Công cũng không thoát được số phận bị tẩy não. Tần sư gia, chuyện gì cũng phải có chứng cứ, không thì đừng vu oan giáo họa. Lúc Ngô Thành Công nghi ngờ tôi, cậu ta có từng nghĩ tới cụm từ vu oan giáo họa không? Ông, được rồi, cãi nhau cái gì? Làm gì vậy? À phải, đại ca, còn có một chuyện, nói mau. Hai huynh đệ đó nhìn qua cổng thì thấy được Mã Diệu Võ và Đặc Phái Ngô ở đó uống rượu. Uống rượu cùng Mã Diệu Võ à? Ở đâu? Trong sân của tiểu đoàn kỵ binh. Trưởng phòng thẩm, Ngô Thành Công là người của ông. Cậu ta uống rượu cùng với Mã Diệu Võ rồi. Bác Tần, bác nói xem Ngô Thành Công có đầu hàng thật không? Tôi cũng không dám chắc. Nhưng mà dạo gần đây tăng cường tuần tra, việc xuống núi trao đổi tình báo với Mã Diệu Võ cũng bị gián đoạn. Nếu Ngô Thành Công thật sự đầu hàng, vậy thì tốt quá rồi. Nhưng mà theo như tôi đoán, với tính cách của Ngô Thành Công, hắn sẽ không đầu hàng. Vậy rốt cuộc phải làm sao? Thật sự rất là khó nói. Điều tôi lo lắng nhất là Ngô Thành Công biết được tình hình của chúng ta. Hắn giả vờ đầu hàng. Tiểu đoàn trưởng, có chuyện gì vậy? Ngô Thành Công trốn thoát rồi. Cái gì? Ngô Thành Công trốn thoát rồi à? Tên này đúng là gian xảo. Hắn đào một cái hang sau giường. Chắc là không chỉ đào một hai ngày. Hồ Dương Lâm, lập tức dẫn người đuổi theo. Rõ. Ngô Thành Công mà về được núi Bạch Lan, người đầu tiên bị lật tẩy chính là Tần Tĩnh Sương. May mà tôi có chuẩn bị trước. Ý anh là sao? Tung tin giả rằng Ngô Thành Công đầu hàng à? Tôi nghĩ bây giờ Sa Ma Tử đã biết được tin. Hy vọng tin giả này có thể giúp chú Tần thoát nạn. Nhưng mà tiểu đoàn trưởng, chắc chắn Ngô Thành Công sẽ rửa tội cho mình. Lỡ Sa Ma Tử tin lời của Ngô Thành Công thì phải làm sao? Vậy thì phải xem chú Tần làm sao ứng phó. Phó quân cộng sản, cảnh giới. Ngô Thành Công, chẳng phải hắn đã phản bội rồi à? Sao hắn lại tới? Trung đoàn trưởng Dương, là tôi, Ngô Thành Công. Đặc phái viên, trung đoàn trưởng Dương, cuối cùng anh cũng về rồi. Trói tên phản bội này lại, rõ. Thuận Tử, đây là đường lên núi thật à?
Đừng nhiều lời, tôi phản bội. Ai nói tôi phản bội? Tần Tĩnh Sương mới là kẻ phản bội. Ngô Thành Công, đừng nói lung tung. Chính miệng Mã Diều Võ nói với tôi. Cậu không tin thì về hỏi Sa Tư Lệnh. Hỏi ông ấy xem có phải thật không. Muốn giết ông đây diệt khẩu à? Không dễ như vậy đâu. Đi chết đi. Trong ba chị em con, bây giờ người làm cha lo lắng nhất là con. Cha, bây giờ con không sao hết. Cha yên tâm đi. Vào đi. Tiểu Lục, có chuyện gì không? Sa Tư Lệnh gọi ông chủ Tần sang một chuyến. Cha chồng tôi tìm cha tôi làm gì? Có chuyện gì à? Đặc phái Ngô đã trở về. Ngô Thành Công, chẳng phải cậu đã đầu hàng cộng sản rồi sao? Sao bây giờ lại trở về? Tần Tĩnh Sương, tới bây giờ ông vẫn còn giả vờ à? Ông chính là gián điệp của giải phóng quân. Tôi là gián điệp của giải phóng quân. Đặc phái Ngô, cậu đừng nói lung tung. Lúc trước cậu nghi ngờ tôi, bây giờ vẫn còn nghi ngờ tôi. Vậy tôi cũng nói cậu có mục đích xấu xa. Mục đích xấu xa? Tôi là đặc phái viên của Quốc Dân Đảng, sao có thể làm chuyện có lỗi với núi Bạch Lan? Bây giờ cậu trở về gây chia rẽ, làm gián điệp của cộng sản. Ông đừng có nói nhảm. Sa Tư Lệnh, Tần Tĩnh Sương chính là gián điệp của giải phóng quân. Chính ta tôi nghe Mã Diều Võ nói. Trưởng phòng thẩm, Tư Lệnh Sa không tin tôi, ông cũng phải tin tôi chứ. Mau bắt lão già này lại. Ngô Thành Công, rốt cuộc anh muốn gì? Năm lần bảy lượt hãm hại cha tôi, có phải vì Tần Đông Mai tôi đã từ chối anh không? Đông Mai, chuyện này không hề liên quan tới em. Sa Tư Lệnh, chuyện tôi nói là thật. Ngô Thành Công, cậu nói sư gia là gián điệp, chứng cứ đâu? Tôi, Ngô Thành Công. Người của tôi đã báo cáo, nói cậu đã phản bội chủ mình, cũng uống rượu với Mã Diệu Võ. Nói đi. Hứa Quốc Quang giao cho cậu nhiệm vụ gì? Không chỉ vì lật đổ Tần Tĩnh Sương mới tùy tiện xuống núi đúng không? Cậu nói Tần gia là gián điệp, đây cũng không phải là chuyện gì mới. Sa Tư Lệnh, tôi có chứng cứ mới. Ngô Thành Công, nếu anh có chứng cứ thì mang ra đi. Sa Tư Lệnh, giải phóng quân đã có được bản đồ bẫy sập. Hẳn là ông đã làm mất bản đồ. Dớ dẫn. Cậu vì đạt được mục đích mà bất chấp thủ đoạn, nói là bản đồ bị mất. Bản đồ của tôi có mất hay không? Cậu biết hay là tôi biết? Nhìn cho kỹ, trong tay tôi là cái gì? Không thể nào. Tôi tận mắt nhìn thấy Mã Diều Võ cầm bản đồ. Sa Tư Lệnh, bản đồ của ông là giả. Cậu mới là giả. Cậu và Hồ Dương Lâm là cá mẹ một lứa, là cặn bã của Quốc Dân Đảng. Ngô Thành Công, cậu đã đầu hàng giải phóng quân, bây giờ lại trở về chia rẽ nội bộ, còn nói tôi là gián điệp, đúng là nham hiểm. Mọi người nhìn đi, cậu ta đã mặc đồ của giải phóng quân. Sa Tư Lệnh, trưởng phòng thẩm, tôi mà không mặc bộ đồ này, tôi làm sao có thể chạy thoát? Vậy cậu nói cho mọi người biết chuyện cậu uống rượu với Mã Diệu Võ ở doanh trại tiểu đoàn đi. Hôm đó Mã Diệu Võ tìm tôi uống rượu, hỏi tôi chuyện hợp tác bạo động. Lúc đó tôi không nói gì hết. Thật sao? Không nói gì hết à? Hắn sẽ cởi trói cho cậu, sẽ cho cậu uống rượu sao? Giờ tôi đã hiểu, đây là một kế hoạch. Tất cả là kế hoạch. Giải phóng quân muốn đánh lạc hướng, gián điệp thật sự là Tần Tĩnh Sương. Sa Tư Lệnh, trưởng phòng thẩm, hai người giúp tôi phân xử.
Hôm nay mọi chuyện không thể nào chấm dứt ở đây. Mọi người có nhớ Thuận Tử không? Thuận Tử là đồng bọn của ông ta. Hắn còn muốn giết tôi diệt khẩu. Kết quả đã bị tôi giết chết. Thuận Tử giết cậu diệt khẩu. Tôi lại thấy là do mục đích của cậu bị Thuận Tử phát hiện. Cậu giết cậu ấy diệt khẩu thì mới đúng. Không, không phải. Tần Tĩnh Xương ông ngậm máu phun người. Thuận Tử là một cậu bé rất ngoan. Cậu lại giết chết nó. Đúng là đồ súc sinh, không bằng loài cầm thú. Sa tư lệnh, các anh em, tôi phải nói sao thì mọi người mới tin tôi? Trưởng phòng thẩm, Ngô Thành Công là người của ông. Bây giờ chắc ông cũng đã rõ rồi. Ông định xử lý như thế nào đây? Ngô Thành Công, cậu bị nhốt trong nhà tù của giải phóng quân rất là lâu. Sao họ vẫn chưa giết cậu? Họ nói giữ tôi lại có tác dụng. Có tác dụng. Thuyết phục cậu trở về Ly Giáng. Sau đó phối hợp giải phóng quân lên núi. Giải phóng quân sẽ cho cậu thăng quan tiến chức, có đúng không? Trưởng phòng thẩm, ý của ông là sao? Ngay cả ông cũng không tin tôi à? Tin cái đầu cậu. Cậu nói giải phóng quân trộm bản đồ, nhưng bản đồ vẫn còn trên người của đại ca. Cậu là thằng khốn dối trá. Người đâu? Nhốt Ngô Thành Công lại. Chờ tư lệnh Sa mừng thọ xong sẽ xử bắn Ngô Thành Công. Tư lệnh Sa, trưởng phòng thẩm, đi thôi. Tôi bị quan thật mà. Tần Tĩnh Xương khốn kiếp. Tần Tĩnh Xương, Tần Tĩnh Xương, ông chết không được yên đâu. Tôi bị quan, tôi bị quan. Vào trong đi. Hầu tử, hầu tử, cậu thả tôi ra. Tôi có chuyện muốn nói. Tôi muốn gặp tư lệnh Sa. Họ sẽ tin tôi. Hầu tử, thả tôi ra. Tôi tốt với cậu lắm mà. Cậu không thể nhốt tôi. Anh ngoan ngoãn ở trong đó đi. Có gì mà giải thích đâu chứ. Hầu tử, hầu tử, Tần Tĩnh Xương mới là gián điệp. Sa Ma Tử, Thẩm Trường Hà, hai người quá hồ đồ. Quay lại đây. Thuận Tử, cháu ngoan của bác. Cháu vì bác mà chết. Bác có lỗi với cháu. Từ giờ trở đi, con sẽ là con nuôi của cha. Con không có họ. Từ giờ trở đi, con sẽ mang họ Tần vào từ đường của nhà họ Tần. Thuận Tử, giải phóng quân sắp sửa lên núi. Cha sẽ trả mối thù này cho con. Nhất định trả mối thù này cho con. Vị ca, anh nói xem liệu giải phóng quân có nhân lúc mừng thọ tư lệnh Sa mà đến không? Đã đến từ lâu rồi. Chúng đi quanh sông Thanh Thủy mấy ngày nay. Tôi biết. Anh nói xem, có phải chúng định đánh núi Bạch Lang không? Đánh cái con khỉ. Cứ đi vòng vòng quanh đó, chắc là không dám rồi. Muốn đánh thì đã đánh từ lâu. Vị ca nói đúng. Giải phóng quân không đánh khi không chắc chắn. Em thấy chúng không dám đâu. Dù chúng có đánh chúng ta thì chúng ta cũng không sợ. Tôi đã sắp xếp canh gác trên núi. Dù quân giải phóng có lên núi, chúng ta cứ chui vào hang thông thiên, hẳn là giải phóng quân cũng không làm được gì chúng ta. Đúng. Phải. Được rồi, hai cậu làm xong việc thì mau vào trong đi. Sắp sửa mở tiệc rồi. Khoan, nhị ca, anh không vào à? Tôi nói là quân giải phóng không lên được, nhưng mà để lo trước khỏi họa, tôi phải tự mình tuần tra. Cảm tạ quà mừng thọ của mọi người. Các vị, những năm qua các cậu đều theo tôi vào sinh ra tử, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Sau này núi Bạch Lang chúng ta dựa hết vào đại ca ở Đài Loan. Chỉ cần đại ca trở về đại lục, thiên hạ này sẽ là của chúng ta. Tới chừng đó các vị ở đây đều sẽ được lên chức trung đoàn, lữ đoàn trưởng. Hay, hay lắm.
Chúc Tư lệnh Sa phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Hay. Chúc đại ca phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Cha. Cha, đây là nhân sâm con đặc biệt chuẩn bị cho cha. Cha hãy uống hàng ngày. Nhìn xem, con gái tôi đúng là chu đáo, thiết thực. Cha, Tiểu Hồng đặc biệt chuẩn bị cho cha, để cha tẩm bổ. Tốt lắm. Lão Nhị đâu? Đại ca, Nhị ca vì muốn ông được an tâm, đã tự mình đi tuần tra. Lão Nhị lúc nào cũng nghĩ cho đại ca mình. Đây chính là phúc của Sa Ma Tử tôi. Lên. Sa Tư lệnh, chúc ông phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Ông thông gia, phúc như Đông Hải là đủ rồi. Sống lâu trăm tuổi thì tôi thành con rùa rồi, không phải sao? Nào, cạn, cạn đi. Sa Tư lệnh, không hay rồi, giải phóng quân đã đánh lên núi. Chúng tới bao nhiêu người, rất nhiều, khí thế ồ ạt. Tần Tĩnh Xương, đứng yên, dám cử động thì chết chùm. Nằm xuống. Đại ca, lựu đạn là giả. Tần Tĩnh Xương, tôi không tha cho ông đâu. Khốn kiếp, các anh em, rút. Các đồng chí, đuổi theo. Các anh em, binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn. Theo tướng chiến, rõ. Các huynh đệ, cho bọn chúng có đi không có về. Theo tôi tiến lên. Cô tới cứu tôi à? Phải. Sa Tư lệnh tin tôi rồi có đúng không? Đi mau, đi. Ngô Thành Công tới rồi, đập phái Ngô. Chuyện lúc trước trách làm cậu. Đừng nói nữa, Sa Tư lệnh. Có trách thì trách lão già Tần Tĩnh Xương. Sa Tư lệnh, lần này giải phóng quân có chuẩn bị từ trước. Đại ca, quả lực của bọn chúng quá mạnh. Xem ra chúng đã dốc hết sức. Lão Nhị, tham mưu Trần, đặc phái Ngô, ba người ở lại dụ dỗ quân chủ lực của cộng sản. Tôi dẫn lực của tôi dòng sang cánh phải của chúng. Chúng ta sẽ đột kích bất ngờ, đi thôi, rõ. Sa Ma Tử, Sa Lý Hồng bỏ đi rồi. Tiểu đoàn trưởng, hắn định dẫn con gái rút lui trước à? Chắc là không, muốn rút thì phải lui lại. Chúng đang chạy sang bên phải, muốn bao vây chúng ta. Đúng, bên phải có địa hình cao hơn, kẻ địch sẽ có lợi thế hơn. Tiểu đoàn trưởng, tôi dẫn người đi ngăn Sa Ma Tử. Đi đi, cẩn thận, rõ. Thủ lương, tứ thủy, theo tôi, rõ.
Bọn chúng đã phát hiện ý đồ của chúng ta. Cha, chúng ta đi thôi. Đi. Cha. Cha, cha sao rồi? Bọn chúng uống thuốc gì vậy? Sao lại mạnh như vậy? Ai mà biết, sắp chống đỡ hết nổi. Phải làm sao đây? Đi thôi, vào hang thông thiên, đi. Tay Phúc, cứu em với. Sa Ma Tử, chẳng phải ông muốn chạy à? Chạy đi. Hồ Dương Lâm, tôi và cậu đúng là quan gia ngõ hẹp. Sa Ma Tử, tên súc sinh đáng chết. Hôm nay tôi phải trả thù cho mẹ. Được rồi, nếu tôi đã rơi vào tay cậu thì tôi không còn gì để nói. Bắn đi. Cha, đại đội trưởng, đừng nói nữa, bắn hắn đi. Đừng. Tôi quỳ xuống cầu xin anh, tha cho cha tôi đi. Đứng lên. Đi. Đã tới đông đủ cả chưa? Cha, chị dâu đâu? Vào trong rồi. Sao tư lệnh? Không thấy Hà Tây Cúc đâu. Hà Tây Cúc là cao thủ ngụy trang. Khoan hãy lo cho cô ấy. Không được, tôi phải đi xem thử. Đại ca, mau vào đi, mau. Đại tiểu thư, mau, mau, mau vào trong, mau lên. Các huynh đệ, xông lên. Tiểu đoàn trưởng, Dương Què, Thập Tam Đao chạy rồi. Tôi đuổi theo. Anh đến hang thông thiên. Cho chúng nổ tung đi. Rõ. Tiến lên. Giết. Giết. Lên. Giết. Các đồng chí, sau khi vào hang thông thiên, phải đi theo chỉ dẫn trên bản đồ, không được đi lung tung. Còn một chuyện nữa, sau khi vào hang, phải tìm kho vũ khí của kẻ thù trước. Rõ chưa? Rõ. Đại ca, hình như giải phóng quân đang ở bên này. Cứ để chúng tới. Bẫy của ông đây đang chờ bọn chúng. Sa tư lệnh, ông chắc chứ? Tôi tin tưởng Sa tư lệnh. Các người cứ chờ xem kịch hay đi. Rất có khả năng Sa Ma Tử đang trốn phía trước. Muốn tới được mật thất phải đi qua trước nhiều ngã rẽ. Tôi sợ bản đồ không đáng tin. Chắc chắn đáng tin. Bản đồ này được vẽ theo bản đồ của Sa Ma Tử. Nếu hắn xương kế tự kế, vậy thì bản đồ gốc cũng là giả. Dương Què, đi, mau đi. Đuổi theo. Không xong rồi. Đông Mai vẫn còn ở trên núi. Không được, mình phải quay lại. Đứng lại, không được cử động. Đứng lại. Không được cử động. Thập Tam Đao, tôi xem ông chạy đi đâu. Tôn Tĩnh Như, cô đừng ép tôi. Còn ép tôi, tôi sẽ nhảy xuống. Nhảy đi. Có giỏi thì nhảy đi. Nhảy đi. Thập Tam Đao này đã nghĩ tới ngày hôm nay, nhưng mà không ngờ lại tới sớm như thế. Đại ca, rút.
Tư lệnh, giải phóng quân đã an toàn tới đây. Cái gì? Tư lệnh Sa, rốt cuộc là sao? Chẳng lẽ chúng tránh được hết tất cả các bẫy? Chẳng lẽ chúng lấy được bản đồ thật à? Chắc chắn là vậy. Nhưng mà bản đồ chưa rời khỏi người tôi. Sa tư lệnh, nếu có người vẽ một bản đồ khác theo bản đồ của ông thì sao? Tần Tĩnh Thương, hôm đó tôi thấy nét chữ trên bản đồ của giải phóng quân rất là đẹp. Không có học thức sẽ không viết được như vậy. Đại ca, giải phóng quân đã đánh vào, giờ chúng ta phải làm sao? Chống đỡ cho tôi. Rõ. Tiểu đoàn trưởng, anh xem có gì này. Tìm được một trương lựu đạn. Tốt lắm, giữ lại hết, lát nữa dùng để đánh chúng. Rõ. Sa ma tử, ông đã không còn đường lui, mau buông súng đầu hàng. Hứa quốc quan, sa ma tử này có chết cũng không đầu hàng các người. Đại ca, vào mật thất mau, đi thôi. Đuổi theo. Tiểu đoàn trưởng, dịu võ, cho nổ mật thất. Lần này phải hạ được núi Bạch Lan. Tiểu đoàn trưởng yên tâm, tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Cửu Lương, Tứ Thủy, có, đưa tiểu đoàn trưởng đi. Rõ. Tiểu đoàn trưởng, cố gắng lên, tiểu đoàn trưởng, cố gắng lên. Sao mãi dịu võ vẫn còn chưa lên? Sao rồi, làm được chưa? Làm được rồi. Sao mọi người vẫn còn chưa đi? Tiểu đoàn trưởng không chịu, muốn nói chuyện với anh. Tiểu đoàn trưởng, dịu võ, tôi sắp chịu hết nổi rồi. Anh không sao đâu. Sẽ không sao đâu. Núi Bạch Lan đã bị đánh hạ. Ngày tháng tươi đẹp sắp tới rồi. Hồ Dương Lâm, tới đây, tiểu đoàn trưởng. Hồ Dương Lâm, tiểu đoàn trưởng, sau này cậu phải giúp đỡ dịu võ. Rõ, tiểu đoàn trưởng. Anh đừng nói nữa, anh sẽ không sao đâu. Tiểu đoàn trưởng, anh sẽ không sao đâu. Tiểu đoàn trưởng. Anh tỉnh lại đi. Tất cả chuẩn bị. Chào. Nghỉ. Tiểu đoàn trưởng,
thổ phỉ núi Bạch Lang đã bị tiêu diệt. Anh mãi mãi là tiểu đoàn trưởng của chúng tôi. Chúng tôi sẽ hoàn thành tâm nguyện của anh. Anh yên nghỉ nha. Tiêu diệt thổ phỉ! Tiêu diệt thổ phỉ! Tất cả chuẩn bị! Bắn súng! Chào! Năm ngày sau, băng thổ phỉ Sa Ma Tử núi Bạch Lang đã bị diệt sạch. Nhờ công của đồng chí Tần Tĩnh Xương làm gián điệp trên núi Bạch Lang, cống hiến rất nhiều cho quân chúng ta. Hôm nay biểu dương đồng chí. Đồng Mai, con gái ngoan của cha, cha rất nhớ con. Thuận Tử, cha đã báo thù cho con. Cha, cha cũng đã báo thù cho chị. Nếu không có nhà họ Sa, chị cả sẽ không chết. Con gái của cha chết rồi, cha làm công thần để làm gì chứ? Bác à, đừng khóc, đừng khóc mà. Mấy hôm nay con cứ mơ thấy chị. Chị nói với con, Thu Liên, nếu chị được sống lại một lần nữa, chị sẽ không để cho cha phải lo lắng, sẽ là một đứa con hiếu thảo. Đều là số phận. Đây chính là số phận. Bác Tần, bác Tần, bác Tần à, cháu không thể nhận số tiền này vì cháu không thể cho Xuân Tuyết một hôn lễ đàng hoàng. Nhưng mà cháu cũng không thể lấy tiền của bác. Dịu võ, cháu cho rằng bác cho cháu tiền là để cháu cưới Xuân Tuyết sao? Bác nói cho cháu biết, cháu nhầm rồi. Đây là tiền của cha cháu, đây là gia sản cha cháu dành dụm cả đời cho cháu, gửi ở chỗ bác, đã hiểu chưa? Không thể nào. Với lại cha cháu đâu có nói là để lại tiền cho cháu. Làm gì cha cháu chưa kịp nói cho cháu. Cha, đừng gọi bác là cha. Bây giờ cháu vẫn chưa phải là con rể của bác. Bác nghe không quen. Được rồi. Bác Tần à, cháu còn có một chuyện muốn hỏi bác. Còn chuyện gì nữa, cháu mau nói đi. Bác có nghĩ rằng Sa Ma Tử sẽ thoát chết không? Chuyện này rất khó nói. Sa Ma Tử sống ở núi Bạch Lang rất lâu năm, nói không chừng hắn đã có tính toán trước. Chúng ta vẫn nên cẩn thận thì hơn. Rất có khả năng hắn đã thoát nạn, cũng tức là có thể Sa Ma Tử vẫn còn sống. Bác không phải thần tiên, khó mà nói trước. Nhưng mà các cháu nên lo trước để khỏi hậu hoạn. Đại ca, ông trời có mắt, em vẫn còn sống, em chưa ngã chết hay chết đuối. Đại ca, núi Bạch Lang bị diệt là do con cáo già Tần Tĩnh Xương. Đại ca, anh chắc chắn vẫn còn sống, em phải tìm được anh. Tìm được anh rồi, chúng ta sẽ giết hắn, báo thù cho các huynh đệ.